với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Nhắc nhở Harry Won sai chính tả khi đăng tin buồn, Hoa hậu Thu Hoài bị ném đá, Trấn Thành cũng bó tay. Đây không phải lần đầu tiên bà xã Trấn Thành bị mắc lỗi chính tả tiếng Việt, nhưng trong hoàn cảnh này quả thật trớ trêu. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của mình, Harry chia sẻ dòng trạng thái nghe tin mà không thể tin nổi, anh Ken Nguyễn đi than thản nha. Điều đáng nói, bà xã Trấn Thành đã viết sang chữ thanh thản thành than thản và khiến cho cư dân mạng thi nhau soi lỗi chính tả. Hoa hậu Thu Hoài cũng vậy, đọc được dòng status mắc lỗi của người em thân thiết. Cô cũng thắc mắc và hỏi lại, than thản là gì? Ngay sau khi để lại bình luận này, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ bị cư dân mạng ném đá kịch liệt và cho rằng cô đang cố tình bắt lỗi Harry. Một số người cho rằng có thể trong lúc bối rối, viết vội khiến nữ ca sĩ người Hàn Quốc viết sai chính tả và lên tiếng chỉ trích Hoa hậu Thu Hoài. Và những người hay đi xăm soi lỗi nhỏ những dòng trạng thái chia buồn như thế này. Có mấy người rất là kỳ quặc, tại sao cứ đợi lúc người khác mắc lỗi là nhảy vào nói này nói kia, dù là trong hoàn cảnh đau buồn nhất như vậy. Em thấy mệt quá, thiếu cha gì người Việt Nam chính gốc còn viết sai mà, nghe tin mà không thể tin nổi thì chắc chắn là chuyện buồn rồi, bớt thể hiện lại đi trời ạ, phải tùy chuyện chớ. Có đâu đi vạch lá tìm lỗi sai chính tả miết vậy trời, phải chi người viết là cô giáo dạy ngữ văn, bị bắt bẻ cũng đúng. Mình thấy Harry Won viết tiếng Việt sai cũng giống như khi các bạn viết tiếng Anh sai vậy đó, phải có người nước ngoài nào chửi các bạn ngu không, hay họ sẽ thông cảm vì đó không phải là tiếng mẹ đẻ của các bạn. Ở đời vừa vừa phải thôi, phải biết thông cảm cho người ta chứ, chửi người ta không làm cho các bạn thông minh hay hơn giàu đâu. Có rất nhiều ý kiến bên vực Harry cho rằng không nên quá gay gắt về chuyện lỗi chính tả trong trường hợp của cô. Nhưng cũng có rất nhiều người bắt lỗi bà xã Trấn Thành, một lần thì không thể trách nhưng nhiều lần là lỗi của chị. Trong khi đó Trấn Thành cũng cảm thấy bó tay với bà xã, sao lúc nào cần nghiêm túc bà cũng sai chính tả hết vậy. Hiện tại Hoa hậu Thu Hoài đã xóa bình luận ở bài viết của Harry Won, còn Harry Won cũng thừa nhận lỗi là thanh thản, chắc hẳn cả Harry và Thu Hoài cũng không muốn chuyện không đáng có đi quá xa. Chiều 12 tháng 5, nhiều sao Việt vô cùng bàng hoàng khi biết thông tin nhà thiết kế Ken Nguyễn, người chuyên làm phục trang cho các game show qua đời khi còn khá trẻ. Sự việc khiến đồng nghiệp của Ken Nguyễn trong giới và nhiều khán giả không khỏi thương tiếc và xót xa. Hiện tại nguyên nhân sự ra đi này vẫn chưa được người nhà thông báo chính thức, chỉ biết rằng anh bị bệnh và có nằm viện một thời gian. Vào cuối năm 2019, anh có chia sẻ một bức ảnh đang thở với ống oxy và than rằng cổ họng có vấn đề, nhưng chẳng tiết lộ về bệnh tình cụ thể. Nhiều bạn bè cũng cho hay anh nằm viện không bao lâu thì qua đời. Thúy Diễm khoe khoảnh khắc thiêng liêng hạ sinh con trai 2 năm trước. Nữ diễn viên Gia đình là số 1 đã khoe hình ảnh hiếm hoi khi mang bầu con trai và trong phòng sinh khiến nhiều người vô cùng xúc động. Vừa qua những ngày của mẹ, hàng loạt nghệ sĩ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên phụ huynh. Có thể thấy đây là những giây phút sau việc nói lên những lời yêu thương gửi đến mẹ. Có người đăng tải ngày thơ bé bên mẹ, nhưng có người lại chia sẻ giây phút thiêng liêng đang làm mẹ hay sắp làm mẹ. Nữ diễn viên Thúy Diễm khoe những hình ảnh hiếm hoi khi cô mang bầu bé Bảo Bảo. Đây là khung ảnh được cô giấu khá kỹ bấy lâu nay. Thúy Diễm và Lương Thế Thành trong bộ ảnh kỷ niệm trước ngày lâm bồn. Nữ diễn viên Cát Đỏ chia sẻ khoảnh khắc trong ngày sinh bé Bảo Bảo. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm hiếm hoi chia sẻ loạt ảnh giây phút thiêng liêng lúc hạ sinh bé Bảo Bảo tại bệnh viện ở Mỹ. Có thể thấy người đẹp tăng cân khá nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn tươi tắn rạng rỡ. Không chỉ thế, khoảnh khắc bà xã Lương Thế Thành nằm trong phòng sinh ôm thiên thần nhỏ mới chào đời khiến nhiều người xúc động. Giây phút nữ diễn viên hạnh phúc ôm nhấp tì vào lòng, được biết bà xã Lương Thế Thành đã sinh bé Bảo Bảo tại Mỹ. Bức ảnh Thúy Diễm sau sinh vẫn còn hơi thừa cân, đang da tiếp da cùng bé Bảo Bảo, nhấp tì với làn da vẫn còn tím, òa khóc khi gặp mẹ. Hình ảnh của Thúy Diễm khi mang thai ở tháng cuối, sau gần 2 năm sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên mới có dịp khoe một trong những khoảnh khắc lúc cô vừa cạn kèm lời tâm sự ngọt ngào. Ngày của mẹ, làm mẹ người ta rồi mới biết bao nhiêu nhọc nhằn vất vả của đấng sinh thành. Sâu lắm, nặng lắm, bao la như trời biển, chỉ muốn che chở bảo bọc nâng niu núm ruột của mình đến khi không còn hơi thở. Mẹ ơi, con cũng là mẹ rồi, thương lắm.
mẹ ơi xin chúc cho các bà mẹ luôn được bình an và mãi luôn sống trong tình yêu thương. Lương Thế Thành và Thúy Diễm đi chơi bù những ngày đặc biệt ở Nha Trang và Đà Lạt. Được biết cặp đôi đã có những ngày bên nhau sau thời gian dài xa cách. Vì bận ở phim trường, cả hai gửi nhóc Tì về quê chơi với ông bà. Đôi vợ chồng tận hưởng khung cảnh bình yên hạnh phúc bên nhau trong chuyến đi chơi ở Nha Trang và Đà Lạt. Thúy Diễm đang tận hưởng khung cảnh lãng mạn bên chồng trong bữa ăn được bày biện trước không gian biển. Vợ chồng cùng chèo thuyền trên biển. Từ Nha Trang, cặp đôi đã tự lái xe lên Đà Lạt chơi trong chuyến du lịch lần này. Nữ diễn viên chia sẻ, có chồng thật thích được ổng đèo đi khắp nơi từ biển lên rừng, tắm biển xong. Rồi ta lại đi ngắm hoa, leo núi, ngắm thác, ăn thịt nướng, uống sữa đậu nành, uống cà phê, ngắm cảnh đẹp, mai mốt về giữ con lại cho ổng đi làm. Được biết, để bảo bảo có quốc tịch Mỹ từ lúc chào đời, Lương Thế Thành đã đưa Thúy Diễm sang nước ngoài để chuẩn bị hạ sinh từ khi cô mang bầu 5 tháng. Họ hiện tại đang là một trong những gia đình bỉm sữa được yêu mến nhất nhì ở showbiz Việt. Lê Giang, thiếu ngủ vì buôn bán vất vả, người tôi gầy sợp hẳn xuống. Tôi thề với mọi người là lâu lắm rồi, không đụng dao kéo, không chích choát, giải phẫu gì nữa, Lê Giang nói. Trên kênh YouTube của diễn viên Lê Giang đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh hậu trường cô và nghệ sĩ Kim Tử Long ngồi làm giám khảo một game show truyền hình. Kim Tử Long, tôi live stream không phải để bán hàng. Mở đầu clip, nghệ sĩ Kim Tử Long than phiền với Lê Giang. Thời gian này tôi khổ dễ sợ, không đi diễn, nhà hàng cũng đóng cửa, nghỉ ở nhà hết, chỉ có Lê Giang làm bán hàng online được thôi. Lê Giang nghe vậy liền phản bác, em thấy anh suốt ngày livestream mà anh kêu không bán hàng online à. Kim Tử Long phân trần, tôi livestream không phải để bán hàng kiếm tiền mà vì buồn quá nên livestream cùng mọi người thôi. Tôi vốn thích hát nên cứ tối đến thì cầm mic ra hát. Tôi nói cho mà nghe, đôi khi livestream là sở thích của người ta chứ không phải để bán hàng kiếm tiền. Lê Giang, tôi thề với mọi người là lâu lắm rồi tôi không đụng dao kéo, không chích choát, giải phẫu gì nữa. Tiếp đó Lê Giang chia sẻ, đã lâu lắm rồi tôi và anh Kim Tử Long mới gặp nhau vì dịch bệnh nên chúng tôi ngưng mọi hoạt động, đến giờ mới quay lại sân khấu. Anh tôi rất mê game show và thích quay game show lắm, nhưng mùa dịch nên phải cách ly ở nhà để bảo vệ sức khỏe. Kim Tử Long nghe vậy liền khen Lê Giang. Tôi lại thấy, nhờ ở nhà mà Lê Giang ngày càng đẹp ra, người ta thường nói thời gian sẽ làm người ta già đi, nhan sắc phai tàn, nhưng tôi không hiểu sao Lê Giang lại ngày càng trẻ ra. Lê Giang tưởng Kim Tử Long đang có ý nghi ngờ mình phẫu thuật, liền vội thanh minh. Dạo này tôi bớt sửa lại rồi, tôi quyết định sẽ không sửa mặt sửa người, không đụng tới dao kéo nữa để giữ gìn nhan sắc. Dù sao tôi cũng đẹp rồi nên không cần sửa nữa. Bây giờ tôi chỉ lo buôn bán thôi, thiếu ngủ vì lo buôn bán, người tôi gầy sợp hẳn xuống. Sau mấy ngày nghỉ ai cũng tưởng tôi phải đi làm lại mũi, nhưng tôi không làm gì hết. Tôi thề với mọi người lâu lắm rồi tôi không dao kéo, không chích choát, giải phẫu gì nữa. Tôi gầy đi chỉ vì lo buôn bán làm nhiều. Thời gian này tôi buôn bán online nên ngủ ít lắm. Ngoài ra Lê Giang cũng thông báo, tiệm nail đó của tôi dẹp rồi, nhưng dẹp để đổi chỗ mới, tôi đang tìm chỗ mới. Được biết mùa dịch vừa qua Lê Giang là một trong những nghệ sĩ buôn bán tích cực nhất. Thời gian không đi show, Lê Giang bán nước ép trái cây, các loại và một số mặt hàng. Công việc kinh doanh online của Lê Giang khá thuận lợi. Quỳnh Anh lên tiếng trước tin đồn bị Duy Mạnh đi đường quyền. Từ tối qua đến giờ, dân mạng bàn tán xôn xao chuyện Duy Mạnh đánh Quỳnh Anh ngay tại trung tâm thương mại. Cuối cùng thì người trong cuộc đã lên tiếng. Tối qua khi có tin đồn Duy Mạnh đi đường quyền với bà xã tại trung tâm thương mại xảy ra, chị gái của Quỳnh Anh đã lên tiếng cho rằng chuyện này hoàn toàn sai sự thật và không để mọi người đồn đoán. Chính công chúa Béo cũng đã lên tiếng khẳng định mọi chuyện đều là bịa đặt. Cô vẫn được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mức. Quỳnh Anh cho biết bình thường không lên tiếng về những tin đồn nhảm vì rất mất thời gian và nhàm chán. Tuy nhiên, chuyện đồn nhảm ngày hôm qua đã đi quá xa, quá giới hạn và cô buộc phải lên tiếng. Quỳnh Anh cho biết hàng ngày Duy Mạnh không quản đi xa để về chỉ bôi dầu rạn bụng cho vợ và đọc truyện hát cho con nghe. Sau cưới, Duy Mạnh giúp vợ nấu cơm, giặt quần áo, tối nào cũng tẩm bổ cho vợ bằng yến và sữa. Cô nàng gửi lời nhắc đến các anti-fan rằng đừng hả hê khi thấy người khác có chuyện bởi biết đâu nghiệp chướng sau đó lại rơi vào đầu. Thực sự, mỗi khi có tin đồn nhảm lại đi thanh minh thì rất mất thời gian và nhàm chán. Việc của mình là sống cuộc đời của mình chứ không phải đi thanh minh với ai hết. Nhưng chuyện đồn nhảm ngày hôm qua đã đi quá xa, quá giới hạn và mình buộc phải lên tiếng. Tin đồn nhảm vậy mà các anh, các chị cứ xe ầm mầm, comment ác liệt hả hê thì em cũng chịu. Đánh đập, hủy trạng thái kết hôn trên Facebook. Chồng mình vẫn yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con hết mực. Hàng ngày vẫn đi đi về về 40 km để bôi dầu rạn cho vợ và đọc truyện cổ tích, hát cho con nghe mỗi tối.
Nghe tiếng bố, con đập thành bụng mẹ mạnh, không hiểu vì thích hay phản đối giọng ca của bố nữa. Từ khi hết cách ly xã hội, chưa ngày nào bố không về với hai mẹ con. Sáng hôm sau, bố vẫn dậy sớm đi tập xa, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định giờ giấc tập luyện hồi phục. Lúc bố đau chân không đi được, mẹ vẫn vác con theo đi khắp nơi, giúp bố mọi việc. Bố nói, trước giờ bố chấn thương, có lúc suy sụp đến tự kỷ. Nhưng lần này có hai mẹ con làm động lực tinh thần, bố cực kỳ thoải mái. Và bố sẽ cố gắng nỗ lực 200-300% sức lực để trở lại kiếm tiền nuôi con nữa chứ. Và đến lúc chân bố đi lại được, việc trong nhà bố đều giúp đỡ mẹ, giặt quần áo giúp mẹ nấu cơm lau nhà, hay tối nào cũng hỏi. Mẹ có hai lựa chọn, một là ăn yến, hai là uống sữa. Đó cũng là những điều bình dị trong cuộc sống mà gia đình mình đều tận hưởng với nhau mỗi ngày. Mẹ và bố yêu nhau 5 năm, đến thời điểm thích hợp xin phép gia đình hai bên cưới xin đàng hoàng. Và cả nhà đều hạnh phúc chào đón sự xuất hiện của con. 5 năm qua khó khăn có, cãi vã chắc chắn có, nhưng nghĩ tới bỏ nhau thì chưa. Bố mẹ yêu nhau từ khi cả hai chưa có gì trong tay, lương tháng 5 triệu. Bố vẫn đi xe rim đón mẹ mỗi lần đi chơi, có lúc còn hết sạch tiền ăn này. Và đến giờ ngày qua ngày cố gắng để tạo lập nền móng, có điều kiện kinh tế đủ để đón con chào đời. Bố hay cả mẹ không chỉ sống cuộc sống của riêng mình, mà còn phải biết thương con, lo cho con đủ đầy tình thương và phát triển tốt nhất. Vậy liệu bố mẹ có để hạnh phúc của mình bị đánh mất dễ dàng không? Cuộc đời phía trước còn rất dài, như lời ông dặn. Và mong muốn với bố mẹ, dù gặp phải chuyện gì, nhà mình vẫn cố gắng cầm tay nhau bước tiếp. Đối với mẹ hiện tại thì chỉ có điều quan trọng nhất là mong con đủ tháng đủ ngày, chào đời mạnh khỏe. Các anh các chị có thể ghét em, nguyền rủa em và không mong em có hạnh phúc cũng không sao. Người yêu mến thì có dịp gặp em sẽ yêu mến lại, còn người ghét thì mặc kệ thôi. Các pay muốn câu like câu view bằng việc bịa đặt ác ý lên vợ chồng em cũng được. Yên tâm, em thấp cổ bé họng, không có khả năng đi gỡ bài, không có thời gian đi kiện đâu. Nhưng sống và làm việc có đất thì mới bền. Đừng hả hê khi thấy gia đình hàng xóm có chuyện. Vì cuộc đời mà, biết đâu được mai, nghiệp chướng rơi trúng đầu vì những gì tạo nên hôm nay đấy. Vậy thôi, hết chuyện để hóng rồi. Mẹ con em vẫn được bố nó yêu thương, chưa đánh đập, vẫn tình cảm nhé. Em muốn được yên ổn đi làm. Và sinh con, chồng em cũng muốn tập trung luyện tập. Chờ trở lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc phúc. Hết chuyện. Quỳnh Anh lên tiếng trước tin đồn bị đánh. Cô đăng lại ảnh cưới cùng lời bố dặn trong hôn lễ. Bố giao Quỳnh Anh cho con đường phía trước dẫu có gian nan, dẫu có gập ghềnh, mong cả hai vẫn bên nhau. Thông tin Quỳnh Anh bị đánh được lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ngay sau những tin đồn không hay, khi cộng đồng mạng tìm đến trang cá nhân của cặp đôi này, cả Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều bỏ trạng thái đã kết hôn. Dù không biết hành động này là vô tình hay cố ý, nhưng đã làm cho người hâm mộ vô cùng hoang mang. Không biết có chuyện gì thực sự xảy ra với cặp đôi trai tài gái sắc của làng bóng đá Việt. Quỳnh Anh bỏ biệt danh công chúa béo. Duy Mạnh cũng không để trạng thái đã kết hôn với vợ. Trước tin đồn bị Duy Mạnh đi đường quyền xuất hiện, Quỳnh Anh cũng từng gây hoang mang dư luận khi bất ngờ đăng một story có nội dung bức xúc về một đối tượng xê xỉn và xúc phạm vợ con. Tuy cô nàng đã xóa ngay lập tức, nhưng cư dân mạng đã nhanh tay chụp lại và mọi tin đồn dấy lên từ đó.